hàng năm kỷ niệm đám cưới chạm trường, ta thấy có thể có nhiều khó khăn nhưng mà chạm trường đó đã được qua đi. Và cái đời sống tình yêu chứ chắc người ta nói định nghĩa tình yêu cũng không có định nghĩa, mà nói thì có thể nói có quá chứ còn thứ nhất của tình yêu, nhưng mà tình yêu có thể có điều mà chúng ta thấy thể hiện trong cuộc sống. Để rồi người mình thương khi có chuyện gì thì người ta có thể cứ lời mà thốt ra từ môi miệng chúng ta để nói lên vấn đề yêu tới tới như thế nào. Thí dụ như là bị đụng xe chẳng hạn, hay thì nói là sao bất cẩn đấy, thì cứ lời nói của tình yêu là để có sao. Đó là một cách để nói lên khi quan tâm cái trong cái đời sống, để nói lên cái tình yêu của chúng ta, thực sự chúng ta muốn cho cái người mình thương yêu được tốt đẹp, được mạnh khỏe, được an toàn, đó mới là tình yêu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cài bỏ các mình một vài những cái bên kia chẳng ra thì tất cả chúng ta để nói lên trong cái đời sống tình yêu của vợ chồng. Vậy anh em hãy có những tâm tình từ bi nhân hậu, hoa nhận lại chịu đựng lẫn nhau, cái hoa quả các đức tính mà chúng ta thực hành trong cuộc sống nó mang lại đó. Và hoa quả đó cũng là cái sức sống cho một cái cuộc đời trong tình yêu. Nếu chúng ta nói chúng ta làm muối cho đời, chúng ta không có làm cái gì khác hơn tất cả, muối không làm cho sống lại. Mà muối chỉ có khả năng duy trì cái gì đó cho nó tốt, chỉ có vậy thôi. Muối không có khả năng làm cho chết sống lại, muối không có khả năng làm cho xấu đến tốt, nhưng mà muối có khả năng duy trì những gì nó đang có. Và cái phần còn lại là của Thiên Chúa chứ không phải của mình. Thiên Chúa đổi mới và con người duy trì cái đời sống, duy trì những gì mà Thiên Chúa ban cho mình, và có thể đó qua đó Thiên Chúa sẽ tiếp tục đổ ơn và làm cho nó trở nên phong phú hơn. Vậy anh em cần muối cho đời, chứ không phải anh em là cái gì để làm tốt đẹp hơn, mà là duy trì những tốt đẹp mà chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Cái đời sống của hôn nhân ta thấy cụ thể nè, tôi thấy là đòi hỏi có những đức tính thật là đặc biệt để sống trong đời sống nhân dân. Ngay cả từ nam tới nữ công việc này nó khác nhau, cũng chỉ tính tình phải nam nó khác phải nữ, một bên được thể thực thực, một bên thì nhiều chữ thực thực, nói lung tung chẳng hiểu cái gì hết. Nhưng mà mời gọi nhau sống với nhau để chứng tỏ lẫn nhau, để nâng đỡ lẫn nhau. Mừng 15 năm mỗi ngày hôm nay chúng ta thấy không biết tình yêu như thế nào, nó hoa quả tình yêu rất là mừng. Cảm ơn Chúa, không biết là 15 năm sau còn có tôi không. Cảm ơn Chúa vì cái hoa quả là thấy đó là một điều mà đời sống của gia đình. Xin Chúa chúc lành cho miền và mai trước cùng miền nhân là trong cái đời sống của nhân dân. Và chúng ta cũng có biết một điều là không có gì quý hơn cái hạnh phúc gia đình là đang có, không có gì có thể mua được cái hạnh phúc đó. Tiền bạc có thể mua được, nhưng trong Chúa và trong cái yêu quý của con người là xây dựng chính cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc đó có hai vai nhau, là người ngoài
Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Chúa yêu thương chúng con và chúng con xin thưởng vào tình yêu của Thiên Chúa về giờ đây trong thánh tin đó. Chúng con xin dâng lên Chúa lời nguyện cầu của chúng con cho anh chị viên và mai chúa.